Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả các mạnh thường quân và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh bản em. Hôm nay thì cháu Lực sẽ đi vào nhà của em Quân. Thứ nhất là đi vào thăm em Quân, và thứ hai thì có một chút công việc. Có một bác mạnh thường quân có nói với cháu Lực rằng là xuống nhà em Quân xem là có trồng được những cái cây ăn quả không, thì bác ấy sẽ hỗ trợ cái phần giống để cho em Quân là trồng của bác ạ. Đấy, có thể như trồng là vài năm tới thì sẽ có quả để ăn, cũng như là mình lấy quả đấy để bán của bác. Như thước phim hôm trước thì cô bác cũng đã theo dõi em Quân phải đi nhặt những cái hạt trỏ này, đi hạt những loại quả nào mà người ta thu mua đấy, thì em Quân lên rừng và thu hoạch về xong để bán cô bác ạ. Đấy, cô cũng theo dõi được cái thước phim thì muốn hỏi cháu Lực rằng là nhà em Quân có đất để mà trồng cái phần hoa quả không, để phần để trồng cái phần cây ăn trái không. Thì hôm nay cháu Lực đi xuống và sẽ ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết xem là cái đất của nhà em Quân thì liệu có trồng được những cái cây ăn quả, ví dụ như lê này, mận này ở trên này không cô bác. Thế ở trên chỗ khu của cháu Lực thì cháu Lực nhìn thấy là mấy cái cây đấy thì dân người ta vẫn hay trồng và không có trồng nhiều các bác, chỉ trồng mà 1-2 cây thì đủ để gia đình mình ăn thôi. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Như cái con đường này thì chắc là cũng rất là quen thuộc với cô bác anh chị rồi. Đấy, lần nào cháu Lực xuống thì cháu Lực đều ghi hình cái con đường của mình xuống cả cô bác. Đấy, trong cái lúc mà đi xuống thì cháu Lực sẽ ghi hình vừa là tâm sự, vừa là nói chuyện cùng cô bác anh chị một chút. Đấy, cái đất này thì phải nói là đất đỏ ấy cô bác, thành ra là đường rất là trơn. Cái đường này thì nó không phải là có một tí cắt ấy, nó hoàn toàn là bằng đất, cho nên là mưa xuống một tí là rất là trơn rồi cô bác. Đấy, còn là như phía nhà của trên nhà của ba ông cháu ấy cô bác, thì cái video hôm trước cô bác cũng đã theo dõi được rằng là trời mưa rất là nhiều và mưa dài ngày, cho nên là phải tạm ngừng cái việc vận chuyển vật liệu với lại cái việc xây dựng lại để lúc nào hết mưa. Và cũng là đồng thời là các anh thợ đang đi về nhà của mình có một chút việc. Thì chút việc đấy thì nếu mà cô bác anh chị theo dõi được những thước phim hôm trước thì cô bác anh chị cũng đã nắm rõ được là các anh ấy nghỉ để làm gì rồi cô bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy là ở dưới kia hình như là có một cái ngôi nhà mà đang là vào cái mùa cưới đấy cô bác. Ở trên vùng cao thì hầu như là tháng 11 này, tháng 12 này là cái mùa mà dân bản người ta ở trên này là cưới cô bác. Cái hôm nọ thì các anh thợ là phải nói là vừa mới nghỉ cái thôi cô bác ạ. Thì trời đã đổ cơn mưa rồi. Các anh thợ cũng nói với cháu Lực rằng là trong làng của các anh thợ là có hai cái đám ma, cho nên là phải nghỉ dài ngày hơn cô bác. Anh hôm nay thì trời còn rất là âm u này cô bác. Cô bác có thể nhìn thấy là ở trên những cái không trời thì đã xuất hiện rất là nhiều cái đám mây đen rồi. Đám mây đen xuất hiện như này thì tượng trưng cho một cái gọi là điều là sắp mưa, hoặc là mưa rất là to. Đấy, bây giờ thì ở trên vùng cao này nó vào cái mùa đông rồi, cho nên là cái không khí nó sẽ lạnh hơn một chút cô bác ạ. Và Trân Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ở trên kênh đã động viên và gửi những lời tới cho cháu Lực và bạn Hiệu tiếp tục cái con đường mà thiện nguyện của mình cô bác. Cái con đường này thì một khi cháu Lực đã chọn rồi thì cháu Lực sẽ không có
ngần ngại hay là bỏ cuộc giữa chừng cả cô bác ạ. Được cô bác anh chị đặt được những cái niềm tin ở cháu Lực thì cháu Lực sẽ luôn luôn cố gắng để hoàn thành cái việc xuất sắc mà mình đi trên cái con đường thiện nguyện của mình cô bác. Đấy, tuổi của cháu Lực thì năm nay cũng khá là trẻ thôi cô bác. Năm nay thì gần 24. Cháu Lực cũng nói rất là nhiều lần rồi, cô bác anh chị là cũng nắm rõ rồi. Có những cái điều nào mà cháu Lực làm còn thiếu sót thì rất là mong cô bác anh chị sẽ nhắc nhở cháu Lực thêm cô bác ạ. Hôm qua thì cháu Lực cũng đã nhắc em Quân là xem chỗ nào mình nên trồng thì có thể là mình phát qua một chút đấy cô bác. Đấy, có thể là đằng sau nhà của em Quân thì cháu Lực có thấy hai cái thửa thì có thể là mình trồng ở đấy cô bác ạ. Còn hôm nay thì không biết là bé Hiếu có đi học không cô bác. Nghe thấy em Quân là đang ở dưới nhà của mình cô bác ạ. Cái ngôi nhà của em Quân thì nếu mà trời đến mùa đông cô bác thì rất là lạnh cô bác ạ. Cháu Lực cũng mong sao là trong thời gian tới sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng và cái phần trợ duyên của quý ông bà cô chú anh chị gửi tới cho em Quân, có thể giúp đỡ em Quân là xây sửa lại một cái ngôi nhà cho nó ấm cúng và khang trang hơn một chút cô bác. Cũng không cần là phải là quá là rộng đâu cô bác ạ. Đấy, mới bước vào đây thôi nhìn thấy hai cái đấm mộ thì còn chưa có được mọc cỏ lên cô bác. Đấy, cháu Lực cũng không có muốn nhắc tới những cái sự đau buồn của em Quân nữa. Đấy, chỉ muốn giúp cho em Quân là vượt qua khỏi cái quãng thời gian. Thôi anh chào Quân nhá. Em chào anh ạ. Đây, đeo cái này vào nói chuyện với các ông bà thì mới nghe thấy được. Con chào tất cả các ông bà của chú anh chị ạ. Rồi, bé Hiếu thì đi học rồi à? Vâng ạ. Ông với bà thì đi đâu hết rồi? Ông thì vừa đi lấy cỏ về ạ. Ông thì cũng vừa đi lấy cỏ về à? Vâng. Cái sáng sớm thì có vẻ như là ông mới đi lấy cỏ về. Ôi, dưới này thì đã cày hết rồi à? Vâng ạ, đây là của nhà họ bên kia đó. Nhà họ bên kia à? Vâng. Em đã từng năm nào mà đi cày thuê này chưa? Em... rồi ạ. Rồi à? Vâng. Bà thì đang ở trong nhà à? Bà thì đi trên xã học phụ huynh cho em chưa về đó. À, đi học phụ huynh cho em à? Vâng. Đấy, đáng lẽ ra là bố mẹ phải đi học phụ huynh cô bác. Nhưng mà bây giờ bố cũng mất rồi, mẹ thì cũng bỏ đi cho nên là mọi cái trách nhiệm thì đều dồn cho bà với lại ông với lại em Quân cả bé Hiếu ấy. Đấy, bà thì có thể là ở nhà không có làm được việc gì cho nên là chỉ có lo được phần bé Hiếu thôi. Như Quân thì cho anh hỏi luôn một chút nhá. Bây giờ nếu mà có bác nào mà hỗ trợ cái phần khoản giống cây ăn quả thì em có muốn trồng không? Có. Có à? Hay ở đây thì bác cũng đã nói với anh rồi, sẽ hỗ trợ là đất của nhà em có bao nhiêu thì sẽ hỗ trợ được bao nhiêu. Đấy. Nó là một số lượng cây lớn, cây giống cũng rất là nhiều đấy. Đất này em thì đằng sau này có phải nhà em không? Có. Có à? Vâng. Ra bên kia thì chắc là để em trồng hoa màu đấy nhỉ? Vâng. Trồng ví dụ hoa màu như kiểu là cây ngô này, còn ở phần trên này à? Vâng. Hôm trước em có hỏi ông bảo là trồng trên này. Trồng trên này à? Vâng. Thế là được em phát quà. Vâng. Thế là anh em mình đi xem một tí này, đi đường nào ấy? Đi đường này. Đi đường này. Vâng. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ mời tất cả các ông bà đi theo chân của cháu Lực với lại em Quân để cùng nhau đi vào xem cái phần để mà mình trồng, xem chỗ nào trồng được không. Chỗ này thì sau này em đào ao hay là như nào? Em đào ao ạ. Đào ao à? Vâng. Chỗ này thì chắc không có trồng được đâu nhỉ? Vâng, bây giờ chỉ cần để nước thôi ạ. Bây giờ chỉ cần để nước à? Vâng. Nhưng mà liệu là để nước này có bị dò không? Hôm trước cũng bị dò xong là không, mới không để được. Cái chỗ này thì bây giờ nếu mà phải xây lại thì mới để được ấy. Vâng. Ôi, gà đấy có phải gà nhà em không? Có à? Có bao nhiêu con là nhà em? Hay là hết? Hay là tất cả chỗ này? Tất cả chỗ này. Tất cả chỗ này à? Ờ. Đấy, cũng rất là mừng khi nhà em Quân có thêm cháu Lực nhìn thấy là có 4-5 con gà trống liền cô bác ạ. Anh nghe tin là mấy nữa em sẽ vận chuyển, em sẽ chuyển bò ra bên kia à? Chú tự nuôi à bây giờ ấy? Ở đây à? Vâng. Ở trên đằng sau này là của em hết đúng không? Vâng. Bên đây đẹp đẹp. Hả? Bên đẹp đẹp. Đây chứ mày. Non đâu đi. Gặp một lần cắm lọc. Ồ, chỗ này nếu mà trồng cái cây ăn quả thì rất là tốt này các bác này. Đấy, thứ nhất là có thể ở gần sâu nhà nữa. Nhưng mà bây giờ phân bò là nhà em có đúng không? Vâng. Thế em sẽ chuẩn bị cho anh tầm là chục bao phân bò nhá. Vâng. Ôi, chỗ này thì rất là đẹp luôn các bác này, để trồng. Thứ nhất là mình trồng những cây ăn quả mà nó không quá là cao thì không sợ là sau này nó đổ tới nhà. Mình chỉ trồng những cây mận này, cây lê này.
Thời tiết có lạnh không? Không ạ. Không à? À, không lạnh mấy à? Dạ. Chắc là em lao động nhiều thành ra là không có lạnh đúng không? Ở thửa bên trên thì có phải thửa nhà em không? Mỗi thửa này nữa thôi. Thửa trên à? Ừ. Cháu Lực nhìn thấy là cũng đất khá là rộng đấy cô bác. Cái này thì cái này thì bây giờ chắc là cắt cỏ cho bò ăn thôi nhỉ, cái này ấy. Dạ. Cái này thì vẫn có thể tận dụng lại để cắt được cho bò. Dạ. Giờ anh về thì cháu Lực sẽ nói chuyện với lại bác mà hỗ trợ với cái phần khoản là giống cây ăn quả các bác. Thì hỏi bác xem là mình nên đào quách khoảng tầm bao nhiêu cây 1 mét các bác. Ở chỗ này thì cháu Lực nhìn thấy là bây giờ mình chỉ trồng được có một hàng thôi chỗ này ấy. Đấy, để cho nó cái khẩn khoáng còn rộng. Ở phần bên này thì mình có thể là trồng cây mận này, mận tam hoa đấy. Đấy, như kiểu là mận ở dưới nhà em kìa. Đấy, nó không là quá là cao. Đấy, nó không quá là cao với lại nó không quá là to. Thành ra là mình trồng ở đằng sau nhà thì không có sợ sệt gì cả cô bác. Đấy, như ở dưới kia thì một cái ngôi nhà mà nó khá là nhỏ rồi cô bác. Cô bác có thể nhìn thấy là cái ngôi nhà nó đã thật sự đã là phải nói là những cái tấm ván ở xung quanh thì nó xuống cấp rất là nhiều rồi. Ôi dưới kia, mấy tấm tôn kia là hôm nọ bị vỡ đúng không? Đấy, trên những cái tấm tôn thì cháu được nhìn thấy là những cái phần bò đấy cô bác. Ở phía bên này thì đang thiếu. Thành ra là chỗ này là cắt về à? Cắt để thay à? Dạ. Lúc mà làm ngôi nhà này thì em có ở em có nhà không? Không có. Có à? Dạ. Từ hoàn thiện xong là đến lúc mà ấy à? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà trâu thì phải vận chuyển. Bây giờ mấy nước bò thì mình lại để ở đây à? Dạ. Trước bà, trước nhà chú bà mai sau xuống lại mua ra thì bây giờ không cho để nữa. À, là để nhiều quan quá đúng không? À, sợ mai sau à, đứt. Đất hỏng hết, đất chỗ con bò hết. Nó bị lún xuống đúng không? Nó không phải là hỏng, nó bị lún xuống. Vâng. Thế thì thành ra là chú cũng mua thêm là thành ra là bây giờ là trâu em sẽ lại lấy ra bên này để đúng không? Vâng ạ. Đấy. Trên những cái thước phim mà cháu Lực đăng tải lên thì cũng được rất là nhiều có bác anh chị khen ngợi tới em Quân. Phải nói là em ấy là một người mà đi học hết năm thôi nhưng mà em ăn nói, cái cách ăn nói của em rất là lấy phép cô bác. Thấy cái điều này thì cháu Lực chia sẻ lên những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cô bác anh chị cũng đã biết rồi. Đấy, em có điện thoại đi vào xem đấy, những cái bình luận về các bác nói về em thì em cũng hiểu đúng không? Đấy, nói về mình cứ như thế mà phát huy, ngày một phát huy lên nhá. Đấy, ở đây thì hôm qua cháu Lực thông báo cho em Quân ấy. Cái thì em cũng đã tự ra bên này để phát cỏ rồi cô bác ạ. Để phát ra mấy nữa mình để trồng. Đấy, thí dụ như đằng sau nhà này cháu Lực cũng nói đi nói lại một chút cô bác. Sau này mình trồng được những cái cây mà nó không quá là cao. Như cây lê này, cây mận đấy cô bác. Thì nó giúp cho đất, cái phần đất ở đằng sau nhà nó sẽ chắc đi. Đấy, có thể là trồng cái giống cây mà mình để nhân bản ra ấy cô bác. Thì nó sẽ chỉ cần 1 đến 2 năm thôi là nó sẽ có được cái thành quả của mình rồi. Đấy, nó có được mình đem đi bán rồi. Đấy, đến lúc cái mùa nó chỉ cần mình chăm sóc tốt thôi. Đấy, nhà mình thì có phân bò thì mình tận dụng lấy phân bò về là mà để thôi. Thế còn sau này nếu mà nó cần bón thêm những cái phần gì ấy, thì anh sẽ hỗ trợ về cái phần đấy. Đấy, anh sẽ là người mà giúp em nói với tất cả các ông các bà trong các cô chú Mạnh Thường Quân để hỗ trợ về cái phần khoản đấy. Thế ở đây thì anh cũng chỉ là người mà làm cái cầu nối thôi. Thế anh cũng chỉ đi chia sẻ em và đăng tải những cái thước phim lên cho tất cả cô bác anh chị biết thôi. Anh cũng chỉ giúp được em là cái phần tinh thần thôi. Còn là cái phần vật chất thì anh cũng không có giúp được em nhiều cả. Đấy. Chỉ có 2 thửa này thôi à? Vâng. Nếu mà ở bên kia thì muốn trồng thêm thửa nào không? Bên kia chắc là đợi tí ông về xem hỏi. Em hỏi ông xem nào. Bên kia ông có 2 thửa bé nhưng mà chắc là trồng được à? Một thửa được 2 cây thôi. Một thửa được 2 cây à? Vâng. Cái thửa nào mà mình cảm thấy là nó không nó cày khó ấy thì mình có thể trồng luôn. Vâng, nhưng đấy. Mà chỗ đấy không trồng được cái gì tốt đâu anh. Đấy, ở đấy ở xung quanh nhà của mình thì không có sợ bị trộm cắp. Vâng. Phải nói là ở trên vùng cao này có bác này, cái nhà hầu như là mình trồng đến cái mùa ăn quả đấy thì mình phải trồng thật kỹ. Thì mình mới có thể là đến lúc mà mình thu hoạch thì mới có thể có thành quả. Thế còn bây giờ thì cháu Lực sẽ chia sẻ một số thước phim ở trên cao xuống
về cái chỗ khu nhà của em Quân là đang ở, xem có đông hộ dân không cô bác nhá. Ơ đồ, bay mà, bỏ đồ. Còn vừa đây cơ. Bây giờ thì giáo lực với em Quân sẽ là hai em xem là chỗ nào mà cần phát thì sẽ phát thêm các bác, phát để cho nó khô ra, xong rồi mình đốt thì mình có thể tận dụng lại được cái tro đó mình để vào gốc cây này các bác này. Bọn đầm bằng tâm hoi tầm thùng pí này em hai khái luôn. Ôi cẩn thận nha con ông nha, loại ông bé bé. Nhà có một con dao đây à? Còn nữa. Còn nữa à? Đi lấy về đi. Lấy về cho hai anh em mình phát xem chỗ nào cần phát thì phát cho nó nhanh hơn. Đây, đưa đây. Chỗ này trước cũng làm ruộng à? Không ạ. Anh thấy đắp bờ đây này. Tại phải nói là mình khi mà ra những cái chỗ mà mình bỏ hông các bác thì nó có những cái loại cây này rất là nhiều các bác. Cây này thì cháu Lực không biết là tên nó là gì, nhưng mà nó mình đi qua cái là nó phải dính hết vào quần rồi. Hay hồi nhỏ thì cháu Lực đi chăn trâu đấy, cứ mỗi lần là đi chăn trâu về là hầu như là quần áo là bị dính hết. Bà thì toàn ở nhà chỉ có nhặt những con này ra cho cháu thôi. Theo anh chỗ này mình trồng cây mận tâm hoa với lại cây lê thì được không? Vâng. Cái chỗ đấy mang liềm cho cắt lấy cỏ đi. Đó. Được, cái gì là thì đã còn éo còn hẳn cái đây chứ. Đến cuối tuần này thì có ba anh chị cùng chờ và theo đó theo dõi xem thì có cô nào có một con than không? Đến thứ bảy này thì sẽ có một vị khách phải nói là rất là đặc biệt các bác, lặn lội từ rất là xa và cầm những cái cây hạt giống, cây giống ăn quả về để cho em Quân em ấy có thể là ở nhà là cải thiện cái phần kinh tế này. Cũng bởi vì là như cái đây các bác, thí dụ như bây giờ nếu mà mình nuôi lợn, nuôi bò thì nó cũng phải là tốn rất là nhiều và cây thì mình cũng phải chăm sóc kỹ càng thì nó mới lớn và nó lớn lên và nó có quả nhanh được các bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ chưa có bật mí cho em Quân biết rằng là có cô nào đâu. Cô bác này thì đã gửi quà cho Quân cũng rất là nhiều lần rồi các bác. Gửi cả tiền này, cả quà này cho em Quân với lại ông bà nữa. Quân thì phải cẩn thận xem cái chỗ này nhá. Sợ nó bị tuột đấy, anh em mình ở gần nhau á. Vâng. Chỗ này thì vẫn phải chứ? Không ạ, chỗ đây là của nhà bác. Chỗ này của nhà bác rồi à? Vâng. Ui, sợ con rắn. Chỗ này phải của nhà em thôi ạ. À. Đã, Quân đã nói với ông bà là anh bảo chưa? Chưa. Bảo rồi à? Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ đi xuống và nói với ông bà xong. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy bà là vừa đi học hình về tới nhà rồi đấy cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì em nhà em Quân thì hoàn toàn là
hầu như là đi những công việc gì thì toàn là đi bộ cả thôi các bác ạ. Hay ở chỗ này nếu mà mình không trồng những cái cây ăn quả mà nhỏ nhỏ ấy các bác thì sau này chỗ này sẽ bị sạt hết rồi các bác này. Cây này thì một thời gian nữa thì Quân là phải chặt đi nhá Quân nhá. Chứ không là bây giờ nó đổ là nó đổ theo góc bên kia đấy. Là cái phần mái hiên nhà kia là sẽ bị bay tôn luôn đấy. Đó. Hôm nay thì hôm nọ là em với ông Phát à hay là một mình em thôi? Hôm trước là em với ông Phát ạ. À, nhà em là đến đây à, đất đây? Vâng. Đến đây luôn à? Vâng. À cái khe này luôn à? Vâng. Đây à. Năm ngoái ông bảo là đây cũng là của ông nhưng mà là ông cụ. Ông cụ à? Bố của ông bán. À. Không à, vẫn ở chỗ này vẫn được xi hết. À, thế là chỗ này là từ thời xưa là bán rồi đúng không? Vâng ạ. Trước kia thì các cụ chỉ có làm gọi là đất của mình đến đâu thì mình chỉ có làm bằng mồm đến đấy thôi các bác ạ. Nhưng mà bây giờ đến thời điểm hiện tại thì đất của mình đến đâu thì nó có cái phần bìa đỏ tới đấy rồi. Cho nên là không thể tranh chấp được nữa. Cái cỏ này thì rất là sắc đấy các bác ạ. Này, sắc như con dao luôn cỏ đấy. Đi lấy cỏ mà không có đeo phải găng tay mà đi lấy cỏ này thì phải nói là tay sẽ bị những cái vết mà chai xảy lên rất là nhiều. Ở chỗ này thì thí dụ như có thể trồng được tầm độ 2 cây 3 cây ở chỗ này ấy. Phát qua xong lại mai lại gom xong lại đốt đi thì nó sẽ có được thêm là cái phần cho ở đất này cô bác. Đây thì đến tối nay anh Tư, anh xem thêm xem là mình nên trồng là tầm độ cách bao nhiêu một hàng cây nhá. Vâng. Rồi thì có thể để tiến hành là ngày mai mình sẽ đào luôn. Xong mà đến lúc đấy cô về thì mình chỉ cần việc trồng xuống thôi. Vâng. Đấy, cô bác anh chị mà có theo dõi được cả những thức phim này, hiện tại là cháu Lực đang muốn là trồng cái phần cây ăn quả ở phần biên này. Thì theo cô bác anh chị mình nên trồng tầm một cây cách bao nhiêu mét thì là vừa cô bác nhá. Cô bác có thể là giúp cháu Lực về cái khoản này được không cô bác? Tại vì cái phần nông nghiệp này thì nói thật ra thì cháu Lực cũng chưa có biết am hiểu là nhiều đâu. Cũng chỉ biết là trồng xuống thôi. Cái cây này là cây của nhà bác thôi đúng không? Vâng ạ. Thôi cẩn thận nha. Có vẻ như là đến không khí hôm nay rất là lạnh các bác ạ. Ui, đến đi ngăn này lan một thằng. Cây kia dài quá không chặt đến đâu. Vâng. Đây, ra này xem chỗ nào cần phát thì mình phát nó đi. Ui, sao bị lòng lòng đấy nhỉ? Nó bị lòng lâu rồi anh ạ. À, lòng nhưng mà không sao, ở đây là nó đã có đến cái đinh vào rồi. Vâng. Cái chỗ này thì càng ngày càng sạt lên nhiều đấy nhở. Buổi tối thì ngủ có lạnh không? Thời mấy hôm nay ấy? Mấy hôm nay thì cũng chưa lạnh mấy thì cũng chưa lạnh mấy đâu. Chưa lạnh mấy à? Vâng. Em là ngủ với ông à? Vâng. Đi ra phía bên kia xem là chỗ nào cần phát nữa thì anh em mình phát luôn đi. Vâng.
Cái cỏ nào mà để sau ăn được thì mình, bò ăn được thì mình cắt về nhá. Vâng ạ. Đấy, cắt, mình lấy cắt tận gốc thì nó cũng rất là sạch rồi. Đấy, cái chỗ này thì lấy cắt thôi cô bác ạ. Chỗ này thì cỏ vẫn còn cỏ ấy, mình tận dụng lại để cho trâu, cho bò nữa. Thôi mấy cây này thì đừng có chặt nó, kệ nó, cho nó chắc cái phần đất này đi. Đây. Chỗ này bò có thả bò ra đây không? Có. Thả bò ra này, thế thả bò ra đây thì mình không phải phát nữa đâu. Vâng. Tí mình cho bò ăn thì nó sạch rồi. Vâng. Đây ở đây thì hôm nọ là ông với lại em Quân thì cũng đã phát xong hết rồi. Cái búi này thì kệ nó, đừng có chặt đi. Vâng. Cho nó chắc cái đất của nó đi. Vâng. Đây là của nhà chú hay sao đúng không? Vâng. Này là hoa lấy để làm chổi. Để làm chổi à? Những cái cây chổi mà mình đi mua chợ với các bác thì là nó ra do từ cái này mà ra đúng không? Vâng ạ. Đấy, có vẻ như là trời bây giờ mưa phùn xuống một chút rồi các bác ạ. Đấy, bên kia thì có vẻ như là mây đen nó rất là nhiều các bác. Phải cháu Lực không biết là trong khoảng thời gian này thì tầm bao nhiêu ngày nữa mới nắng để cháu Lực vận chuyển hết cái số vật liệu đi vào nhà của em Sử được ấy. Ôi, thì mua chồng ra đây cùng. Ồ. Đấy, cái nước này, cái ấm này thì chắc cũng được ông mua từ rất là lâu rồi đúng không? Vâng. Phò để bác phủ hiền thì hữu là phò. Ừ. Bị chơi mai hoa bị chì. Ồ. Bị chì đây, phụ biến nó bị gốm này. Họp từ đây đấy. Bị sao? Ồ. Họp người cao tuổi ra. Ừ. À. Bà thì vừa nói với cháu Lực rằng là đi họp hội người cao tuổi cái gì ấy cô bác ạ. Thủ văn phò mấy mạc mà đắm này phò. Ừ, tôi xây mà hơi văn á. Đắm hiên dân này đấy mấy. Ừ, đắm đi thủ thẳng dân tên. Nó đắm nữa này ổ, đắm nữa nào, nữ vụt bắn. Ừ. Đắm đi hẳn nữa nào. Ta dù có tí lạc nằm lạc về bên phai xuống hạt để ăn vụt bắn. Đắm nào. Đắm ho, đắm mặc cột. Ừ, đắm ho, đắm cột. Con này dính quần là rất là nhiều đấy con này ấy. Quần này như không bị dính hay sao ấy. Hay là cái quần của Quân là miễn dịch với con này rồi. Em không biết ạ. Có là con viên mà có. Chín năm à cùng à? Chín năm chín nước quả lắm ạ. Chín nước quả lắm ạ. Chín nước quả lắm ạ. Hãy nhìn cái dáng vẻ của người ông với lại bà của bác. Phải nói là đến cái mùa đông này thì hầu như là sức khỏe đi xuống nhiều hơn hay sao các bác. Nhìn trông rất là gầy gò và ốm yếu. Nhìn bà ngồi như thế này thôi nhưng mà cảm giác như là bà hơi khó thở thì cô bác ạ. Thế vừa rồi thì bà cũng đi sáng là đưa em Hiếu là đi học. Thế thì xong lại đi họp à, hội người cao tuổi cái gì cô bác ạ. Thế ở đây thì hầu nếu mà đi họp ấy thì cháu Lực nghĩ là các bác ở trên đấy thì nói bằng tiếng Kinh thôi. Cũng chỉ đi là có mặt ở đấy thôi cô bác. Xong là sẽ có một người dân, người ví dụ cán bộ thôn hay như thế nào đấy thì sẽ phiên dịch lại những cái điểm mà mấu chốt cho bà nghe cả. Hôm nay thì sẽ không có đi vào nhà nữa nhỉ? Vâng ạ. Cái củi vẫn còn nhiều, anh thấy là củi thì vẫn còn à? Vâng ạ. Cái củi này thì chắc là không có đến đủ mùa đông đấy mà, phải lấy thêm đấy mà nhỉ? Vâng ạ. Cháu Lực cũng nhìn thấy là những cái bó củi này thì từ đợt trước rồi, đợt bố của Quân mới mất ấy. Thành ra là hàng xóm là mỗi người cho một vác củi ấy, thì vẫn còn là dư ra không bác? Trời thì dần trở lạnh rồi, đi đâu thì mặc áo khoác vào nhá, mới có đủ sức khỏe để lo lắng cho gia đình. Ốm một cái lăn ra đấy là không có ai lo đâu. Hãy giữ gì là sức khỏe một chút. Hãy uống nước đi, cùng như nào này ạ.
nó cũng này ô phô với quá mang chi đó cái video hôm nay thì thứ nhất là đi xuống là nói thăm gia đình của Quân này, xong thứ hai thì cùng em Quân là lên cái một cái cuối hạch nào đấy, có một bác một vị khách muốn là giúp đỡ em Quân về cái phần cái khoản là giống này, thì có bác anh chị là cùng chờ mấy hôm nữa thì biết là bác lặn lội từ rất là xa ra đến nhà của em Quân là bác nào của bác nhé. Hay phải nói là khi mà bác theo dõi được những cái thước phim mà cháu được chia sẻ lên thì cũng nhìn thấy hoàn cảnh của em Quân. Như vậy bác cũng đã gửi quà với lại gửi tiền cho em Quân cũng khá là nhiều lần, có bác 1-2 lần hay sao rồi. Hay cháu được nhớ không lầm là như thế. Và bác cũng có điện cho cháu Lực trực tiếp là nói với em Quân rằng là xem là gia đình mình có muốn trồng giống cây ăn quả không, thì bác sẽ hỗ trợ về cái phần khoản là giống như này. Và bác cũng không gọi là gửi nguyên cái cây giống ra đâu các bác, và đích thân bác ra đến tận nơi để bác hướng dẫn em Quân trồng quả cũng như là chăm sóc và cũng thăm gia đình của em Quân một lần các bác ạ. Còn cái thước phim hôm nay chắc là cháu Lực là chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Con chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.